Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 266, Nguyên nhân cây chết ở kiếp trước, 2. Lâm Di Năm thật chặt tay tiểu tiêu thị, lòng bàn tay hai người đều ướt đẫm mồ hôi, lạnh như băng, lắng nghe tiếng bánh xe lăn mà cử sợ đột nhiên có người chui đầu ra, Nhà hoàn và bà tử đi theo bên ngoài không dám phát ra tiếng động, nữ quyền trong xe cũng nín thở theo. Đạo kiểm vốn không có mắt, chẳng ai biết rốt cuộc có thể thuận lợi ra khỏi thành hay không, lỡ như tình hình đột ngột thay đổi, tất cả mọi người có thể sẽ chế ở đây. May mà có đệ đệ của tường lão gia làm ăn ngoài kinh đồng ý tặng cho tướng lĩnh thủ thành ruộng đất với cửa hàng, bằng không những người kia tha thu vàng bạc liền chứ làm gì chịu thả bọn họ ra khỏi thành tưởng lão gia cũng ỉ vào điểm đó mới cảm thấy chuyến đi này an toàn tiểu tiêu thị cực kỳ sợ hãi ôm lâm di vào lòng bảo vệ lâm di vuốt món tay gầy teo của bà đau lòng không thôi nhớ về khoảng thời gian mới vào kinh cả nhà bọn họ từng hạnh phúc tới đâu tưởng thái thái nhỏ giọng trấn an sẽ không có chuyện gì đâu tiểu tiêu thị gật đầu mọi người như vững tin hon Lầm gì cũng tin ít nhất 89 phần 10 sẽ ra khỏi thành được. Thứ tướng thủ thành thăm không chỉ là số tiền tài này của tưởng gia. Nếu giờ đổi ý giết người, sau này còn ai dâng tiền tận miệng nữa. Như vậy có khác nào cắt đứt con đường tài lộc của chính mình đâu. Làm ăn phải có uy tín, tướng thủ thành hiểu rất rõ điều này. Xe ngựa đi đến cửa thành thì dừng lại. Tưởng thái thái sai người đi nghe ngóng. Không bao lâu sau gia nhân đã tới báo, phía trước còn có xe ngựa ra khỏi thành bảo chúng ta cứ chờ một chút. Còn có xe khác nữa, nữ quyến trong xe kinh ngạc nhìn nhau. Mặc dù đã nghĩ tới tướng thủ thành không chỉ thả một mình tưởng ra, nhưng không ngờ sẽ chạm phải người khác. Cả đoàn rất nhiều xe ngựa, bà tử ngồi xe nhỏ giọng nói, e là quý nhân trong kinh. Quý nhân trong kinh cũng được thả ra khỏi thành. Lầm gì muốn hỏi bà tử kia có bao nhiêu xe ngựa nhưng lại ngại mở miệng, đó dẫu gì cũng là gia nô của tưởng gia tưởng thái thái không hỏi nhưng không bao lâu sau lại có tiếng xe ngựa truyền tới lâm di vén rẻm nhìn ra ngoài thấy có rất nhiều đèn lồng đón gió đang lập lòe tiếng vo ngựa vang không ngót thậm chí còn có quan binh đến chào hỏi xe ngựa ra khỏi thành lâm di nhìn tưởng thái thái nhiều người như vậy ra khỏi thành thì hơi lạ tưởng thái thái cũng thấy lạ đâu dễ gì mà hối lộ ra khỏi kinh được tưởng ra phải nhờ rất nhiều người mới có thể lẫn tới chỗ tướng thủ thành chưa kể không phải ai đưa bạc tướng thủ thành cũng chịu nhận lúc trước có nhiều quan to hiền quý muốn dùng cách này nhưng đều bị chặn lại hết nghĩ gần chính là tướng thủ thành tham tài nghĩ xa chính là có khi nào cục diện chính trị trong kinh có biển không lâm di nhìn tưởng thái thái tưởng thái thái cũng không rõ nên lắc đầu bây giờ có nói gì cũng muộn rồi lão gia đã giao bạc ra nếu giờ chúng ta đổi ý, chi e viên tướng thủ thành kia sẽ nghi ngờ, ngược lại ra tay xử lý chúng ta. Hiện giờ không thể đưa ra bất kỳ quyết định gì. Tưởng ra quả quyết muốn đi, Lâm Di và Tiểu Tiêu Thị cũng chỉ đành theo chân. Mọi người chờ trong chốc lát thì có tiếng bước chân vang lên, bà tử bên ngoài nói, thái thái đội mũ mạng lên đi, quan binh muốn tới kiểm tra. Lúc trước đã bàn bạc xong, tất nhiên phải có trình tự này nếu không sẽ chẳng biết là ai ở trong xe ngựa. Lâm Di và mấy người tiểu tiêu thị, tưởng thái thái đội mũ mạng xong, chỉ còn chờ quan binh xốc màn xe ngựa đến xem nữa thôi. Ai ngờ những người kia chậm chạp không tới, bà tử ngoài xe sốt ruột, tưởng lão ra đi tới nói, cho đi rồi, mọi người chờ thêm một chút. Không kiểm tra đã muốn cho đi, hoàn toàn khác với dự tính ban đầu. Tại sao tướng lĩnh thủ thành phải vội vàng thả người ra khỏi thành? chỉ có hai nguyên nhân hoặc là yên tâm tưởng ra hoặc là căn bản không cần nữa bởi vì nếu như người trong xe không thể sống sót thể thì đương nhiên chẳng cần kiểm tra làm gì nữa tướng lĩnh thủ vệ sẽ không giết người trong kinh thành nhưng nếu ra khỏi thành lỡ như những quan binh kia đuổi theo giết người diệt khẩu thì sao bây giờ lâm di mới thật sự lo lắng nàng còn đang suy nghĩ thì xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh về phía trước nghe tiếng bánh xe, xe ngựa cách của thành càng ngày càng gần. Lâm Di cảm giác được rõ ràng sinh tử chỉ cách nhau trong một nháy mắt. Cổng thành được làm từ gạch đá xanh chuyên dụng nên tiếng vó ngựa dẫm lên rất vang. Không biết rốt cuộc đã đi được bao lâu, nhưng cảm giác dài rằng dặc như một canh giờ. Cuối cùng tiếng vó ngựa thay đổi, tất cả mọi người trong xe thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại Lâm Di càng căng thẳng hơn, nếu có biến thì sẽ là vào lúc này. Bà tử ngồi xe thấp giọng nói, thái thái, không sao, chúng ta ra ngoài rồi. Ra khỏi cửa thành rồi vẫn không biết bên ngoài có quân đóng hay không. Cũng lạ, lúc trước phản quân và quân đội được hoàng thượng phái tới còn đánh giết nhau ngoài thành. Vậy mà hai ngày nay lại không có động tĩnh. Tưởng thái thái nói, chúng ta từ trong kinh trốn ra, bọn họ sẽ không làm gì chúng ta đâu. Chưa kể lão gia nhà ta là quan nhỏ, cho dù bên trên trách tội thì cũng không trách tới đầu bọn ta. Chúng ta đều có không thông đồng với phe phản loạn làm bậy. Vì vậy mọi người mới cảm thấy ra khỏi thành tương đối an toàn. Được tưởng thái thái an ủi, tiểu tiêu thị thả lỏng bàn tay đang túm chặt tay của lâm di. Tưởng ra dặn xe ngựa đi mau, để sớm có thể tập hợp với người tiếp ứng tưởng ra. Tưởng thái thái thắc mắc những người đi trước có chung đường với chúng ta không nhỉ? Bình thường thì đã sớm hỏi thăm được, bây giờ không ai kịp nghĩ đến mấy chuyện này càng chẳng biết rốt cuộc những người kia đi đâu. Con đường ra khỏi thành xem như bằng phẳng, chỉ là ban đêm không nhìn rõ lắm, nên khó tránh khỏi sóc này. Chẳng qua sóc này như vậy lại khiến lòng người vững tin hơn, khởi đầu không dễ dàng nhưng ít ra không có ai cản trở. Lâm Di và Tiểu Tiêu Thị dựa vào nhau, từ từ bình tĩnh trở lại, lát sau bắt đầu hơi gà gật. Lâm Di đang mơ mơ màng màng, xe ngựa bỗng dừng lại tưởng thái thái chưa kịp hỏi, bên ngoài đã vang lên giọng của bà tử, đụng phải mấy xe ngựa gặp lúc trước à. Vốn dĩ xe ngựa hai nhà lần lượt ra khỏi thành, nếu đã đi chung đường thì đương nhiên sẽ gặp nhau. Lại một lát sau, hạ nhân đã hỏi thăm được, phía trước là xe của quốc cữu gia. Xe ngựa của quốc cữu gia. Nhà quốc cữu không phải quan to hiền quý bình thường, thảo nào có nhiều xe ngựa như vậy. Tướng lĩnh thủ thành nhất định đã nhận không ít lợi lộc, ngay cả nhà quốc cữu mà cũng dám thả xe ngựa dừng lại trong chốc lát các nữ quyền uống nước đang chuẩn bị đi tiếp thì có người nhìn thấy ánh đuốc đang hướng về phía này nam định bên ngoài giật nảy mình trưởng lão gia lập tức bảo xe ngựa đi tiếp cả một đoàn người có đi kiểu gì cũng không bằng những quan binh cưỡi ngựa đuổi theo kia chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng vo ngựa của truy binh nhóm vố giả bên ngoài rồi hết cả lên xe ngựa luôn bắt mắt nhất trong xe có đèn bên ngoài còn có hạ nhân xách đèn lồng tưởng thái thái còn đang không biết làm gì cho phải thì tưởng lão gia bước tới nói chúng ta tách khỏi nhóm của quốc cữu gia đi tưởng thái thái lên tiếng đáp lại bên ngoài vang lên giọng nói của lâm chính thanh bảo hạ nhân dập đèn lồng đi cũng tắt hết đèn trong xe tưởng lão gia cảm thấy có lý tách khỏi đoàn xe ngựa của quốc cữu gia ở ngay lối rẽ phía trước tuy rằng đèn đã tắt nhưng xe ngựa vẫn để lại dấu vết thế nhưng không còn cách nào tốt hơn đành phải ngóng trông truy binh đuổi theo nhà quốc cứu thôi nhưng thường mọi việc sẽ không như mong muốn của mình gần đến hừng đông lúc mọi người cho rằng đã cắt đuôi được truy binh ai ngờ lại gặp xe ngựa của bên quốc cữu gia hai nhà cùng tránh né tưởng thái thái sai người đến chỗ hạ nhân bên quốc cữu gia nghe ngóng mới biết được thì ra quốc cữu gia là Châu Đại lão gia cùng Châu Đại thái thái dẫn con cái rời kinh. Phía nữ quyền bên nghe được vài tin tức, Tưởng lão gia và Lâm Chính Thanh cũng vừa dò xét được tình hình phía trước, họ đang đi lại đây. Sắc mặt Tưởng lão gia nghiêm túc, ánh mắt Lâm Chính Thanh thì mập mờ. Tưởng thái thái mở miệng hỏi ngay, lão gia có hỏi thăm được gì không? Tưởng lão gia muốn nói rồi lại thôi. Lâm Chính Thanh thấp giọng bảo e rằng trên xe của châu lão gia có dẫn theo người ngoài trời kinh cứ che che giấu giấu không cho lại gần đám quan binh kia hẳn là đang đuổi theo nhà của quốc cữu chúng ta nên sớm tách khỏi bọn họ thì hơn quốc cữu gia dẫn theo ai rời kinh tưởng thái thái nói ta đã bảo mà thái hậu nương nương còn ở trong cung bên quốc cữu là nhà mẹ đẻ của thái hậu nương nương làm sao có thể mặc kệ mà chạy khỏi kinh thành vào lúc này thì ra nữ quyền chỉ giúp che giấu thôi. Nhà quốc cữu nói cho cùng vẫn không tránh khỏi phải dính đến chính sự, nên nữ quyền cũng giúp đỡ một tay, không giống chúng ta chỉ lo bảo toàn mạng sống. Tưởng lão gia thở dài, không liên quan thì đừng hỏi đến, cả nhà chúng ta bình an là tốt rồi. Nói xong ông nhìn bà tử đi theo xe, hầu hạ thái thái và các tiểu thư cho tốt, chúng ta phải tiếp tục lên đường. Bà tử vàng giả, vội vàng sửa sang lại thùng xe. Hạ nhân của Tương gia đều đổi kịp, đoàn người lại bắt đầu đi tiếp. Phu xe còn chưa thúc ngựa đi thì đã có người hét ầm lên, "Mau! Quan binh tới rồi! Giết! Giết người!" Sắc mặt Tưởng Thái Thái lập tức trở nên trắng bệch. Phu xe hoảng hốt kéo mạnh dây cương, dường như ngựa cũng bị hù dọa, bất an đạp bốn vó. Ngay sau đó là giọng nói của Lâm Chính Thanh, "Còn thất thần cái gì? Đi mau!" trên đường đi trải qua không ít khó khăn chắc trở xong đều biến nguy thành an. Nhưng lần này bọn họ cảm giác được phản quân cách mình rất gần, tiếng vo ngựa ở ngay bên tai, giống như có thể ngửi được mùi máu tươi rồi. Theo tiếng kêu thảm thiết của gia nhân bên ngoài, cảm giác sợ hãi khó có thể kháng cự càng ngày càng tăng mạnh, không ai bình tĩnh được nữa. Đã có người chết tức là đám quan binh kia sẽ không nương tay. Tia hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ, chỉ cần bị đuổi kịp là sẽ chết tất cả mọi người bắt đầu hối hận sớm biết vậy đã không tìm cách rời kinh như thế sẽ không gặp phải quốc cựu gia tất nhiên cũng không bị liên lụy cùng xe ngựa bị ép dừng lại bên ngoài vang lên tiếng tưởng lão gia cãi lại chúng tôi là tưởng gia của phủ thái nguyên trong xe đều là nữ quyền chúng tôi và thủ thành giọng nói chợt tắt lìm nhóm vú già sợ hãi thét lên tưởng thái thái không ngồi yên được nữa vén rèm lên nhìn ra ngoài. Vừa nhìn tưởng thái thái lập tức sụi lơ, khàn giọng gọi, lão ra, lão ra. Lưỡi đào của quan binh đã gác trên cổ tưởng lão ra. rèm xe bị sốc lên, nhìn thấy bàn tay thô lỗ của quan binh thỏ vào. Chẳng biết tiểu tiêu thị vốn yếu đến không thừa nổi lấy đâu ra sức lực mà lập tức kéo lâm đi ra sau lưng. Nhưng có trốn thể nào thì trong thùng xe nhỏ hẹp cũng chẳng che chắn được bao nhiêu. Chẳng rõ vì sao mà Lâm Di chợt nhớ tới lúc mới bàn xong chuyện cưới hỏi với nhà họ Lâm, song thân ở trong phòng lặng lẽ tính của hồi môn cho nàng. Mẹ nàng dốc lòng tỉ mỉ chuẩn bị hôn lễ là để nàng gả vào Lâm ra không phải lo cơm áo, làm thế nào cũng chẳng ngờ được tương lai lại đối mặt với tình cảnh này. Thấy quan binh sắp trèo lên xe, phu xe bỗng hoàn hồn, quất mạnh một roi, xe ngựa lập tức vọt tới, khiến quan binh ngã giạt sang một bên nhưng xe ngựa chưa chạy được mấy bước thì đã bị hai chiếc xe ngựa phía trước chắn đường, hoàn toàn không còn đường để trốn nữa. Phu xe vội vàng bảo tường thái thái, thái thái, người xuống xe trước đi, tiểu nhân mới có thể đánh xe qua được. Phía trước là hai chiếc xe ngựa đậu song song, chắn hết cả con đường, chỉ có đánh xe trống mới có thể đi vòng qua từ bên cạnh. Xe ngựa không đi được, ngồi yên chính là chờ chết. Tưởng thái thái cùng tưởng thị xuống xe, lâm di đỡ tiểu tiêu thị mấy người mới bước xuống xe thì thấy người trên chiếc xe ngựa bị hỏng phía trước cũng bước xuống là nữ quyền của nhà quốc cữu kiếp trước lâm di không quen biết nhà quốc cữu nhưng đã trải qua kiếp này nàng nhận ra người trước mắt ngay là châu đại thái thái và châu lang huyên quan binh tới gần con đường rất chật phu xe càng sốt ruột thì con ngựa kia càng không chịu nghe lời vừa kéo vừa túm một hồi cuối cùng sa phu cũng dắt xe chạy sang nhưng tường đại thái thái và tường thị vừa lên xe thì quan binh đã đến ngay trước mắt phu xe bất chấp tất cả lập tức đánh xe chạy đi tường thị trong xe giật nảy mình vén rèm kéo tay lâm di nhưng không nắm kịp nhìn xe ngựa chạy vọt đi lâm di hơi sợ hãi xong lại thấy may mắn nói thế nào thì thể cũng tốt hơn là tất cả cùng chết một chỗ không biết có phải vì nằm mơ hay không, mà vào lúc nguy cấp này Lâm Di chợt nhớ tới Chu Thập Cửu. Lúc trước nàng mơ thấy ác mộng bị giật mình tỉnh giấc, Chu Thập Cửu đã từng nói, nếu gặp ác mộng thì hãy gọi tên chàng, chàng sẽ xuất hiện đúng lúc. Lâm Di thầm gọi Chu Nguyên Triệt, biết rõ chuyện kiếp trước không thể thay đổi, song nàng vẫn không nhịn được muốn thử, cho dù chỉ là để kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng này. Chu Nguyên Triệt, Chu Nguyên Triệt cứ gọi liên tục giống như người được gọi sẽ thật sự xuất hiện. Quan binh từng bước ép họ đến đường cùng, từng chuỗi đạo sáng loang đã chia tới trước mặt. Lâm Di bỗng nhìn thấy Chu Thập Cửu. Thật sự là Chu Thập Cửu. Nguyễn Nguyên, Nguyễn Nguyên. Mức đổ mồ hôi nhễ nhại vậy. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu trong chốc lát, bấy giờ mới phân biệt được đâu là mơ, đâu là hiện thực. Cuộc đời đúng là kỳ lạ, người kiếp trước từng gặp kiếp này vẫn gặp lại, chỉ là tình huống sau khi sống lại không còn giống kiếp trước nữa. Trần gia, Tưởng gia, nhà họ Lâm, nhà Quốc Cửu. Mọi thứ đều đã thay đổi. Nàng vẫn gặp Lâm Chính Thanh, Chu Thập Cửu, Châu Lang Huyên và Tưởng Thị, họ vẫn là họ, chỉ có điều cuộc sống của họ đã thay đổi. Thành Quốc Công đã sớm bị Chu Thập Cửu giết, nàng gả cho Chu Thập Cửu, Châu Lang Huyên gả cho Tề Trọng Hiên, Tưởng Thị và nàng trở thành chị em dâu thay đổi lớn nhất chính là nàng giờ ngẫm lại mọi chuyện kiếp trước cứ như một giấc mộng vậy vừa rồi gặp ác mộng mơ thấy bị kẻ xấu bao vây lâm di cười kể vừa mộng thấy gì cho chu thập cửu nghe cho nên mới sợ tới mức đổ mồ hôi đầy người dứt lời nàng ngồi dậy vừa định hỏi tại sao chu thập cửu hồi kinh mà không cho người thông báo trước một tiếng thì bên y đã truyền tới giọng nói của chàng lần trước ta đã nói mỗi khi gặp ác mộng nguyễn nguyên hãy gọi tên ta Nhớ không? Lâm Di bật cười, lần trước chỉ là trêu đùa cho vui, vậy mà nàng lại làm thật, ta có gọi quận vương ra. Ở trong mơ nàng thật sự đã gọi tên Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu giãn cơ mặt, nở nụ cười vui vẻ, vậy ta có xuất hiện không? Có, Lâm Di gật đầu cười, đón ánh mắt của Chu Thập Cửu. Thật sự có, không biết sao Chu Thập Cửu lại xuất hiện ở đó. Lâm Di nói, thiếp thân chỉ chớp mắt một cái, quận vương gia đã tới trước mặt, đánh bay đao trong tay người xấu rồi. chu thập cửu kéo tay lâm di, dùng sức đề cơ thể vừa ngồi dậy của lâm di nằm xuống lại. không đợi lâm di lên tiếng, chàng củi đầu áp chán mình vào chán nàng. chán hai người chạm nhau, nhìn thấy được ánh sáng trong mắt mình phản chiếu nơi đáy mắt của đối phương. lâm di do dự muốn ngồi dậy, chu thập cửu cười hỏi. Nguyễn Nguyên kể cho xong giấc mộng kia đi, sau đó thế nào? Sau đó nàng không nhớ được. Quận vương gia đánh thức thiếp thân rồi, trong mộng gặp được Chu Thập Cửu. Sau khi tỉnh lại, Chu Thập Cửu cũng ở ngay trước mắt. Chu Thập Cửu suy nghĩ một lúc, hiểm khi nghiêm túc như vậy, kiểu gì cũng phải có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Lầm gì không nhịn được bật cười thành tiếng, nói không chừng lần sau vẫn sẽ mơ giấc mộng đó đến lúc ấy nhất định sẽ để quận vương ra thể hiện bản lĩnh. Lâm Di vừa dứt lời, Quất Hồng tiến vào thưa, Lang Trung đến rồi à? Chu Thập cửu dặn Quất Hồng dụng bình phong, sau đó mời Lang Trung vào phòng. Chu Thập cửu cầm chăn đắp kín cho Lâm Đê, sao bị bệnh cũng không biết thế. Bị bệnh, nàng đầu cảm thấy gì? Lâm Di nghĩ rồi đưa tay sờ chán, hơi ẩm, nhưng chưa đến mức sinh bệnh. Lang Trung vào phòng trần mạch, không bốc thuốc mà chỉ dặn phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn mấy món bổ dưỡng giúp làm ấm người, mấy ngày nữa ông ấy tại tới. Quất hồng tiền tang trung về, lâm di đỏ mặt nhìn chu thập cử, rằng co cả buổi, thì ra không có dứt lời nàng ngồi dậy mang giày. Bệnh, lúc vừa vào nhà chàng nhìn thấy mặt lâm di tái nhợt, mày nhíu chặt, chán nhễ nhại mồ hôi, cho nên hốt hoảng, xoay người bảo nha hoàn mời lang trung tới sau đó mới nghĩ tới khả năng Lâm Di mơ thấy ác mộng. Lâm Di đứng dậy búi gọn tóc, bảo Linh Lung lấy y bào sạch sẽ của Chu Thập Cửu tới, hầu hạ chàng thay quần áo, quận vương gia đưa đạo sĩ về kinh rồi. Chu Thập Cửu nhìn cái cằm nhọn của Lâm Di, nhất thời không nói gì. Lâm Di đeo hầu bao và ngọc bội cho Chu Thập Cửu xong mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh của đối phương, nụ cười của nàng cũng nhạt đi phân nửa. Chu thập Cửu nói, gã đạo sĩ kia chuyên dùng yêu môn hoặc chúng, chỉ sợ đưa về sẽ hại nước hại dân, ta và phụ tá thương lược, dẫn theo vài thân binh giết chết, gã rồi. Lâm Di kinh ngạc trợn chừng mắt, vậy, quận vương gia phải ăn nói với hoàng thượng kiểu gì? Mấy ngày nay trong kinh đã truyền ra tin tức, nói có người muốn làm thái tử, tất nhiên sẽ giết đạo sĩ kia chứ. Quận vương gia lãnh nhiệm vụ đi tìm đạo sĩ kia đưa về kinh, nếu đạo sĩ biến mất Bên trên sẽ đổ hết tội lên đầu quận vương gia. Vẻ mặt Chu Thập Cửu vẫn bình thản, chàng vươn tay vén gọn tóc mai nơi thái dương của Lâm Di, mỉm cười, "Nguyễn Nguyên yên tâm, không có chuyện gì đâu, chỉ là một trận sấm to mưa nhỏ mà thôi." Giết đạo sĩ Hoàng thượng tín nhiệm nhất mà vẫn có thể nhàn nhã như vậy. Triều đại Chu có được mấy người dám làm thế đâu? Chu Thập Cửu cây thông minh nên cũng hơi tùy hứng, vì vậy chàng mới dám nhận lệnh đối đầu với thành quốc công mới có thể công khai không khuất phục ngũ vương gia. Hai người ra ngoài buồng sưởi phía đông nói chuyện. Chu thập cửu uống vài hớp trà, gã đạo sĩ kia lừa gạt hoàng thượng, bịa đặt giải đáp lời tiên tri, nghe nói hoàng thượng bệnh nặng thì tự biết đã phạm tội khi quân, sợ tính mạng khó bảo toàn nên mới bỏ trốn khỏi kinh thành phụ. Lúc ta đến thì đã không thấy tung tích của gã đầu nữa. Nếu bàn về chịu tội, tuy ta có nhưng quan lại ở kinh thành phụ cũng không tránh khỏi. Quan binh ở đó đã tìm kiếm tung tích của đạo sĩ khắp nơi, ta hội kinh là để xin điều động nhiều binh mẽ hơn, có đào sâu ba thước đất cũng phải tìm cho ra. Hoàng thượng bệnh nặng, ai dám ra lệnh dùng binh mã ở kinh thành phụ chứ, thế nên bỏ lỡ cơ hội tốt tìm người, cho dù cuối cùng không tìm thấy đạo sĩ thì cũng có thể lấy cớ này chặn miệng dư luận. Ai ngờ gõ đạo sĩ kia đã bị chu thập cửu giết rồi chu thập cửu tính toán khéo, nhưng đây cũng là một nước cờ hiểm. Trên chiều vốn đã xuất hiện lời đồn đại, cuộc chiến tranh giành vị trí chữ quân sẽ bị đẩy lên cao trào, rõ ràng đang buộc hoàng thượng đưa ra lựa chọn. Lâm Di ngẫm nghĩ, như vậy mấy vị vương gia đều không thể đứng ngoài cuộc chiến giành làm thái tử. Quận vương gia cho rằng tranh giành xảy ra sớm hơn sẽ bất lợi cho ngũ vương gia ư. Bây giờ ngũ vương gia chiếm được ưu thế, nếu để tiếp tục như vậy nữa thì sẽ càng ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Chu thập cửu cười nói, tuy rằng đang bệnh nặng nhưng hoàng thượng vẫn đích thân phê duyệt tấu trương, mấy vị vương gia nhìn như san sẻ chính sự, song ngày nào cũng phải tới dưỡng tâm điện nghe thánh huấn. Nói cách khác, hoàng thượng vẫn còn tham vọng cai quản đất nước, bây giờ ai muốn làm thái tử là tương đương với việc ngấp nghé ngôi vị hoàng đế, cho nên giờ có càng nhiều người ủng hộ tức là càng dễ phạm sai lầm hơn. Lầm gì mới nghĩ tới đây thì Bạch Thược tiến vào báo, có nội thị trong cung đến à? Nội thị vào phủ để truyền chu thập cửu tiến cung ư. Chu thập cửu sửa sang lại y bào ra ngoài đón. Một cát sau chu thập cửu quay tải, hoàng thượng nhìn thấy tấu chương của ta nên truyền ta tiến cung. Quả nhiên là vậy, hoàng thượng muốn đích thân hỏi chu thập cửu chuyện đạo sĩ kia bỏ chạy. Lâm Di vội hầu hạ chu thập cửu đổi quan phục, tiễn chàng ra khỏi viện sau đó ở nhà chờ nghe tin tức. Lâm di trở tại buồng sưởi cầm kim chỉ trong gió lên, mới thiêu được mấy mũi thì cùng mama đi vào, nô tỳ nhìn thấy thân ma ma từ phủ tin thân vương trở về. Hình như trông rất vui vẻ. mươi 267, Mê Hoặc. Thân ma ma vui vẻ, cũng có nghĩa là chuyện của Chu Nguyễn Cảnh có biến chuyển tốt. Tín thân vương phi vào cung gặp Thái hậu nương nương có lẽ Thái hậu nương nương đã nhận lời nói đỡ trước mặt Hoàng thượng rồi. Lâm gì cũng không hỏi kỹ càng thêm. Trước nay chu lão phu nhân luôn làm việc kiểu thật giả lẫn lộn, rõ ràng chẳng có gì cũng vẫn cố tình ra về huyền bí. Chuyện của chu Nguyễn Cảnh và chân Thị không phải vấn đề cần để tâm bây giờ, nàng bèn bỏ qua một bên luôn. Chỉ có chu lão phu nhân với chân gia mới quan tâm chu Nguyễn Cảnh được ở lại kinh thành hay sẽ bị lưu đày thôi. Lâm Di xén đủ vải rồi bắt đầu làm tất chân cho Chu Thập Cửu, tỉ mỉ may từng mũi một, đường chỉ được giấu kín bên trong, phải quan sát rất kỹ mới thấy. Im lặng ngồi theo thùa luôn là việc có thể giúp lòng người bình tĩnh lại, thận trọng suy xét từng sự việc, từng hành vi của kiếp trước. Nàng cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Những chuyện không liên quan đến mình, nàng không muốn tốn công suy nghĩ, chỉ có chuyện nhị vương gia và hoàng hậu nương nương làm phản là khiến nàng không thể yên lòng. Kiếp trước nàng và Châu Lãng Huyên cùng tương thị gặp nhau, kiếp này cuộc sống của cả ba đều có sự thay đổi, bọn họ không chỉ quen biết mà còn qua tại thân thiết. Nếu suy tính theo hướng này, vậy hoàng hậu nương nương và nhị vương gia sẽ giống như kiếp trước, cũng sẽ lén lút cấu kết với nhau. Liệu vụ mưu phản có cặp tại ở kiếp này không? Chẳng ai đoán chúng được cả. Dường như tất cả mọi chuyện đều được một bàn tay vô hình sắp đặt sẵn. Kiếp trước nếu tướng thủ thành không thể cho nữ quyền nhà quốc cứu rời thành, chưa biết chừng cũng sẽ không cho nhà họ tưởng và các nàng ra. Có thể thuận lợi rời kinh vốn là chuyện tốt, nhưng bọn họ lại vì cả nhà quốc cữu mà bị quan binh đuổi giết, quả đúng là thành hay bại đều tại một người. Đời này nàng vốn có quan hệ tốt với châu lãng huyên, nhưng vào thời điểm quyết định, Châu Lang Huyên vẫn đứng về phía Thái Hậu Nương Nương. Quan hệ của nàng và nhà họ tưởng cực kỳ đơn giản, kiếp trước nhà họ tưởng một công muốn cứu nàng và tiểu tiêu thị, đời này tưởng thị tại hợp tính với nàng. Luôn cố gắng bảo vệ nàng trước mặt người khác, còn Lâm Chính Thanh thì vẫn như một con rắn độc lươn lẹo ghê tởm, luôn nhe nanh thẻ lưỡi đe dọa. Chu Thập Cửu thì sao? Có lẽ cũng bởi vì kiếp trước Chu Thập Cửu đã cứu nàng vào thời khắc sinh tử cho nên hai người bọn họ mới có duyên kiếp này. Ngồi may vá một lát, Lâm Di bảo mấy người quất hồng mang số cánh hoa hái được năm nay ra phơi khô, phải phơi già nắng mới dùng làm điểm tâm được, chuẩn bị tới tiết trùng cửu, sẽ dùng. Vợ cùng nhị cũng qua giúp đỡ, từ khi cùng nhị kiếm được việc làm, vợ cùng nhị vui vẻ hẳn lên, từ giờ về sau trong phủ không nhàn rỗi được nữa rồi, sắp đến tiết trùng cửu, ngay sau đó là đông chí, rồi lại đến Tết tiết trùng cửu nhất định phải ăn bánh hoa, đồng trì thì sẽ phải làm hoành thánh, còn phải chuẩn bị quà chúc Tết nữa. Theo phong tục tập quán thì ngày mùng tháng âm lịch hàng năm là ngày Tết cổ xưa, gọi là Tết trùng dương hay còn gọi là Tết trùng cửu, ngày Tết hoa cúc. Tết trùng cửu lấy sự lặp lại của hai số để nói về sự trường thọ. Tiết đồng chí là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng 2 tháng, kết thúc vào khoảng ngày 2 tháng 1 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á. Liệt kê như vậy thì đúng là sẽ rất bận, Lâm Di cười, như thế cũng tốt, có việc làm, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn, vào một cái là qua mùa đông. Từ nhỏ nàng đã sợ lạnh, cứ cảm thấy ngày Tết chính là mục tiêu để có thể sống sót qua được mùa đông, sống qua mùa đông là có hy vọng. Linh Lung vui vẻ nói, tiểu thư nhà ta lại sắp làm điểm tâm cực ngon rồi. Vừa dứt lời cô nàng đã biết mình xưng hô sai, vội vàng bụng miệng lại quất hồng trêu chọc linh lung, muội ấy nha, đúng là chỉ nhớ ăn mà không nhớ làm, nghĩ đến ăn uống là quên hết cả. Linh lung nói không lại quất hồng, bèn quay sang cầu cứu lâm di, quận vương phi, người nhìn cái miệng của tỷ ấy kìa, chờ tới Tết làm sủi cảo, em nhất định phải bóp miệng mấy cái sủi cảo tỷ ấy gói, để tỷ ấy bớt nói đi mới được. Lúc còn ở Phúc Ninh, tiểu tiêu thị có mời một ma ma đến dạy lễ nghi cho lâm di miệng lưỡi của vị ma ma kia rất ghê gớm, lúc nào cũng đi bắt bè người khác cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, nhìn thấy ai cũng muốn dạy dỗ một phen. Lầm gì không ưa tính thích cảm giảm của ma ma, nên lúc Tết, Linh Lung lấy mấy cái sủi cảo còn chưa gói đưa cho nàng gói miệng bánh lại, coi như đang bóp miệng của vị ma ma kia. Bóp miệng của bà ấy lại, để xem bà ấy còn hoạch hoẹ người khác được nữa hay không. Nghe Linh Lung nhắc đến chuyện này, vợ cùng nhị cười nói nô tỳ chưa từng nghe qua chuyện này đấy nàng ấy lại hỏi lâm di có hiệu quả không ạ à? lâm di cười nhìn sang linh lung linh lung gật đầu có chứ làm sao lại không được sau đó vị ma ma kia thật sự nói ít hẳn đi quất hồng sen vào đó là bởi vì bà ấy bị nhiệt miệng đau quá nên mới không nói được đám nha đầu cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo mọi người đang cười nói thì nha hoàn bên ngoài báo thân ma ma tới à? Lâm Di ngồi thẳng dậy, cho thân ma ma vào. Y thân ma ma treo nụ cười gượng gạo trên mặt, bước đến hành lễ với Lâm Di rồi đảo mắt tiếc nhìn một lượt những người ở trong phòng. Vợ cùng nhị, Quất Hồng và Linh Lung cũng hành lễ với thân ma ma. Hồ Đào bảo tiểu nha hoàn đi pha trà. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 268, Mê Hoặc vợ cùng nhị đưa ghế đầu cho thân ma ma ngồi, song thần ma ma lại từ chối. Cung kính nói với Lâm Di, bên phía tôn thất doanh hỏi chuyện mở quầy phát cháo, những năm qua tôn thất luôn cùng nhau mở quầy cháo. Lão phu nhân nói năm nay nhà chúng ta xảy ra vài chuyện, muốn phát cháo riêng, nên sai nô tỳ đến hỏi quận Vương Phi. Chu lão phu nhân muốn tạo thanh thế cho Chu Nguyễn Cảnh, nhưng giờ mới nghĩ đến chuyện làm từ thiện thì đã quá trễ rồi lâm di đặt rổ hoa trong tay xuống nhìn thân ma ma đều là phát cháo cả cứ nghe theo thẩm nương đi ánh mắt thân ma ma thoáng vẻ ngạc nhiên quận vương phi thoải mái đồng ý như vậy bà ta vội nói vậy nô tỳ sẽ về bẩm báo lại với lão phu nhân lâm di gật đầu thân ma ma cáo từ bên chỗ lão phu nhân còn có việc nô tỳ xin cáo lui trước nói xong bà ta hơi nhíu mày chờ thân ma ma đi rồi Quất hồng bưng trà nóng tới cho Lâm Di, thần ma ma sao thế nhỉ, nói chuyện cứ là lạ thế nào ấy à. Bạch thược từ gian ngoài bước vào, mang bánh hoa từ nhà bếp đưa cho Lâm Di nếm, thần ma ma bị nhiệt miệng, vừa mới tới chỗ lang trung xin thuốc bột. Vợ cùng nhị không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lâm Di cũng bị chọc cười, ra là vậy, thảo nào cứ thấy bà ta cười là lạ, nhất định là cho rằng bọn họ đang diễu cợt bà ta mọc nhọt miệng đây mà. Sau khi cười một trận, vợ cùng nhị tần ngần nhìn Lâm Di, hồi lâu sau mới nói, quận Vương Phi phải cẩn thận, áo phu nhân đòi phát cháu riêng, ai trong nhà chúng ta sẽ ra mắt xử lý đây? Nô tỳ nghe nói bởi vì nhị thái thái bị nghén, mỗi ngày ngoại trừ hỏi thăm vài chuyện trong phù thì chẳng làm gì cả. Lão phu nhân còn đưa hết đồ tốt mà phủ nội vụ thường sang chỗ nhị thái thái, làm gì sẽ để nhị thái thái lo liệu chuyện quẩy cháo thể nào cũng đẩy cho quận Vương Phi. Tùy nói là lão phu nhân bỏ tiền riêng, thế nhưng việc này nào có dễ làm như thế, cho dù là con dâu ruột còn sợ bị mang tiếng tham nữa là, chỉ e đến lúc đó quận Vương Phi bị liên lụy thôi. Hiếm khi vợ cùng nhị suy nghĩ được thấu đáo như thế, Lâm Di nói, vậy ngươi hãy đi tìm thân ma ma, nói rằng ta sai các ngươi sang giúp đỡ một tay, mà trước đây người chưa từng làm, muốn hỏi thận ma ma nên làm gì để vợ cùng nhị dò xét ý thân ma ma, thân ma ma sẽ biết bọn họ nghĩ gì, nhất định sẽ bẩm báo với chu lão phu nhân. Vợ cùng nhị đồng ý. Lâm Di bảo, người lui xuống chọn thêm mấy nàng dâu khác để phụ hôm phát cháo đi, nhất định phải chọn người đáng tin. Vợ của cùng nhị sững sờ, sau đó vui vẻ đồng ý, quận vương phi yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận. Cũng ma ma đã lớn tuổi, sau này trong nhà hiển nhiên phải cần thêm ma ma. Mấy người bạch thược, quất hồng còn chưa lấy chồng, chắc chắn sẽ không thể cáng đáng hết, chi bằng từ bây giờ dẫn giao thêm việc cho con dâu của cùng ma ma, như vậy cùng ma ma cũng sẽ hết lòng dạy dỗ con dâu mình. Mãi đến tối chu thập cửu mới từ trong cung trở về. Chu thập cửu thay quần áo xong, hai vợ chồng đến phòng sưởi nói chuyện. Lâm Di thấp giọng hỏi, quận vương gia bị khiển trách rồi. Chu thập cửu lắc đầu, hôm nay chỉ bảo ta kể lại những gì đã trải qua thôi, chờ xác minh xong mới luận tội. Chàng thoáng dừng lại, chưa kể đạo sĩ chỉ vừa chết, phía dưới còn chưa có động tĩnh gì. Động tĩnh mà Chu thập cửu nói là, nếu quận vương gia muốn nói tới mấy triều thần đòi lập thái tử, vậy còn ai khác ngoài ngự sử với ngôn quan của khoa đạo giáng tấu đầu? Cha ta nói mấy ngày nay ngự sử liên tiếp nhắc tới chuyện lập thái tử, lý luận rằng cho dù hoàng thượng có thể tại vị 66 năm thì với triều đình, lập thái tử chỉ có lợi chứ không có hại. Chu thập cử bảo, cử để bọn họ nói, xem có thể thế nào. Ngày hôm sau, trịnh thất tiểu thư đến thăm Lâm Di, hai người cười đùa một lát, Lâm Di hỏi thăm trịnh lão phu nhân, lão phu nhân có khỏe không? Trịnh thất tiểu thư cười nói, vẫn khỏe, mấy ngày trước còn khuyên mẹ ta rằng phải nghĩ thoáng một chút thì mới sống lâu được huệ hòa quận chua mãi không bỏ được khúc mắc trong lòng hôn nhân của của con gái khiến bà bệnh nặng một trận trịnh gia đều dựa vào trịnh lão phu nhân trèo trống giống như lão thái thái nhánh cả nói trịnh lão phu nhân là một bà lão đã thành tinh không ai có thể mưu tính được bà trịnh thất tiểu thư nói tiếp vừa rồi mẹ ta tiến cung có nghe được một chuyện dứt lời cô bé nhìn quanh lâm di gật đầu với bạch thược bạch thược vội vàng ra ngoài trông chừng Trịnh thất tiểu thư nói tiếp, mẹ ta vô tình nghe thấy Thái hậu nương nương nói rằng hoàng thượng không cử động tay phải được nữa, cho nên không thể phê duyệt tấu trương. Mấy ngày nay đang được Thái y chăm cứu, người trong cung đều không dám bàn luận gì về bệnh tình của hoàng thượng. Thái hậu nương nương cực kỳ ngóng trông đạo sĩ thượng thanh viện trở về cầu phúc, ai ngờ quận vương gia tại không thể đưa người về. Bên ngoài đều nói là đạo sĩ bị người ta cố tình giết chết, Bây giờ Thái hậu nương nương giận lây sang Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương đến Thỉnh An mà Thái hậu cũng không buồn mở miệng hỏi tới. Thái hậu giận lây sang Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương vẫn không biết rốt cuộc là vì sao. Trịnh Thất tiểu thư kể, giờ tình hình trong cung cũng căng thẳng, mẹ ta từ trong cung về cư quấn lấy tổ mẫu hỏi han, muốn biết Thái hậu nương nương có dục ý gì khi chịu khiến mình, phải chăng có liên quan đến tổ phụ và phụ thân. Lâm Di hỏi: trịnh lão phu nhân nói thế nào? Tiểu thư trịnh thất đáp, tổ mẫu không nói gì, chỉ bảo mẫu thân bớt tổ chức yến tiệc lại, ít ra ngoài, và đừng nói chuyện này với người khác. Không cho nói với người khác nhưng lại để trịnh thất tiểu thư đến chỗ nàng chơi. Trịnh lão phu nhân đang muốn nhắc nhở nàng, không chỉ mình chu thập cừu phải vượt qua cửa ải này, mà cả nàng cũng phải chuẩn bị tâm lý. Nói không chừng một ngày nào đó, Thái hậu nương nương sẽ giận cây sang cả nàng. Ngược lại mấy ngày gần đây ngũ vương phi thường xuyên tiến cung bầu bạn với thái hậu nương nương. Tiểu thư trịnh thất cố gắng thuật tại hết những gì huệ hòa quận chúa đã nói tại ngũ vương phi rất tin đạo sĩ. Ngũ vương phi cũng chỉ thuận theo chiều gió thôi. Lâm gì uống một hộp trà nóng, năm đó chính lời tiên tri của đạo sĩ đã giúp hoàng thượng đăng cơ, giờ sống chết của hoàng thượng ngay ở trước mắt. Thái hậu nương nương đương nhiên sẽ gửi gắm hết hy vọng lên người đạo sĩ chương 269, trái ngược. Trịnh thất tiểu thư than vãn, nhà hoàn tổ mẫu cho ta mượn đến tuổi nên rời phù lấy chồng rồi. May mặc trong phòng ta trước giờ đều do nàng ấy làm hết. Nhà đầu mới mà mẹ ta chọn cho ta kém hơn hẳn một bậc. Cần ta chọn ra mấy mẫu hoa mới để bắt trước y đó mà thiêu. Nói tới đây cô bé không nhịn được trao mày. Mắt lâm di sáng lên, vậy sao không đổi người khác? Trịnh thất tiểu thư lắc đầu, ngoài chuyện theo thùa thì mọi thứ khác nha đầu đó đều được hơn nữa còn rất tận tâm với ta làm sao ta đổi người khác được nghe trịnh thất tiểu thư nói vậy lâm di càng khẳng định suy nghĩ trong lòng hơn trịnh gia chắc chắn không thể thiếu nha hoàn giỏi may vá trịnh lão phu nhân sắp xếp như vậy vì muốn buộc trịnh thất tiểu thư học nữ công thôi bà phái nha hoàn đến bên người trịnh thất tiểu thư ngoài mặt nói để giúp đỡ may vá nhưng thực ra là đang dạy cô bé Cách xử lý của Trịnh lão phu nhân trong việc buộc Trịnh Thất tiểu thư học nữ, công thật sự cao siêu hơn của Huệ Hòa quận chúa rất nhiều. Con gái luôn yêu cái đẹp, quen mặc y phục tinh xảo rồi, giờ phải chịu mặc đồ xấu là chuyện khó khăn muôn vàn, Trịnh Thất tiểu thư lại hiền lành, không nỡ trách giận nô tỳ. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô bé nghĩ thông suốt, tới lúc đó nhất định cảm ơn Trịnh lão phu nhân đã tốn nhiều tâm tư suy tính như vậy trịnh thất tiểu thư trời sinh ham chơi về mặt quyết tâm có thể sẽ chậm hơn người khác song về sau trưởng thành rồi chưa hẳn không phải là một chủ mẫu tốt lâm di nhớ lại tổ mẫu có ý định kết thân với trịnh gia nàng mim cười sai bảo bạch thược lấy hết mấy mẫu hoa ra cho trịnh thất tiểu thư chọn lựa trịnh thất tiểu thư cười tâu nắm lấy cánh tay của lâm di vẫn là tỷ tốt nhất đoạn cô bé hâm mộ nhìn thoáng qua bạch thược quất hồng và linh lung Bên cạnh tỷ có nhiều nha đầu giỏi nữ công như vậy. Lâm Di cầm khay đan trên bàn đặt vào tay Trịnh Thất tiểu thư, khen ngợi vô ích, không tặng cho muội đâu. Trịnh Thất tiểu thư ủ rũ, xong quay đầu nhìn Lâm Di thì hai người lại cùng bật cười. Nàng vừa tiễn Trịnh Thất tiểu thư ra về thì Đồng Ninh quay lại bẩm báo, đêm nay quận vương gia sẽ không về dùng cơ mà. Sau khi trở về từ kinh đô phủ, Chu thập cửu bận rộn hơn hẳn. Tuy chàng nói chuyện đã giết đạo sĩ một cách hời hợt, tựa như vẫn nắm hết mọi thứ trong tay, nhưng Lâm Di lại cảm giác được sự căng thẳng xưa nay chưa từng có. Tận đến khi sắp khóa cổng chu thập cửu mới hồi phủ, Lâm Di vào phòng xếp hầu hạ chàng thay quần áo. Lâm Di thuật lại những chuyện trịnh thất tiểu thư kể hôm nay cho chu thập cửu nghe, trong cung đang rất loạn, có người muốn gây rối đánh lạc hướng, quận vương gia cũng bị liên lụy đúng không? Chu thập cửu kéo Lâm Di lên giường nằm, chính sự chưa bao giờ dễ đối phó cả, chưa đến phút cuối cùng thì chẳng ai dám lơ là hết. Mấy ngày nay ta sẽ bận rộn một chút, em cứ đi nghỉ sớm, không cần chờ ta đâu." Lâm Di gật đầu, Chu Thập Cửu vươn tay ôm nàng vào lòng. Không biết Chu Thập Cửu đã ngủ chưa, nhưng trong bóng tối Lâm Di vẫn mở to mắt, thầm đếm nhịp thở của chàng. Xung quanh rất bình yên, nhưng chẳng rõ vì sao nàng lại không ngủ được muốn chờ người sống lại sợ đánh thức người đang ôm mình. Tờ mờ sáng Chu Thập Cửu đã phải đến nha môn, không có bao nhiêu thời gian để ngủ cả. Chờ thêm một cát nữa, Lâm Di mới cẩn thận kéo tay Chu Thập Cửu ra, nhẹ nhàng dịch ra mép giường rồi nhắm mắt lại. Nàng mới xoay lưng đi, đôi mắt trong trẻo của Chu Thập Cửu đã mở ra. Hôm sau Lâm Di cũng dậy sớm cùng Chu Thập Cửu dùng bữa sáng, rồi tiến chàng ra ngoài sáng mai cát gia sẽ lên đường trở về huyện tam hà nên lâm di về phủ quảng bình hầu thăm lâm sương nhân tiện gửi quà mừng năm mới cho cát gia luôn cát khánh sinh nhờ người đỡ hành lễ với lão thái thái nhánh cả lâm di và tiểu tiêu thị lão thái thái nhánh cả vội nói mau dậy đi cẩn thận vết thương trên người cát thái thái cười nói nếu không vì người đang bị thương thì còn phải hành đại lễ đấy à lão thái thái nhánh cả oán trách nhìn cát thái thái là thông gia với nhau không đâu cần khách khi đến vậy mọi người cùng ngồi xuống lâm di nhìn lâm sương nhờ ăn uống được nên sắc mặt lâm sương hồng hào hơn hẳn khi nói chuyện với nàng ánh mắt lâm sương luôn không rời cát khánh sinh bên cạnh lúc không nói chuyện cát khánh sinh cũng chốc chốc lại nhìn trộm lâm sương lâm di mỉm cười lâm sương thấy vậy thì đỏ bừng mặt cát khánh sinh không thể ngồi lâu nói thêm hai cầu bèn cáo lui đi nghỉ ngơi lâm sương thì sắp rời kinh nên côi kéo lâm di tới phòng phía đông trò chuyện thêm lâm di lấy chiếc yếm nhỏ mình theo cho con của lâm sương ra lâm sương cười nhận lấy chừng nào muội có thể về thăm huyện tam hà một chuyến chu thập cửu bận như thế nàng tại không có khả năng một mình trở về nhà tổ trần thị lâm di cắc đầu có thời gian muội nhất định sẽ về bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 270, trái ngược. Sắp được về nhà đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nghĩ tới phải chia tay Lâm Di, Lâm Sương không khỏi rơm rớm nước mắt. Lâm Di khẽ an ủi, người ta cứ nói bà bầu mau nước mắt, quả nhiên không sai mà. Lâm Sương nín khóc, bật cười, sao luôn là muội trêu ghẹo ta vậy? Ấy thế mà Trịnh Thất tiểu thư với Lang huyện cứ nói muội phúc hậu, trong khi muội chỉ giỏi ức hiếp tỷ muội nhà thôi. Nói tới đây, Lâm Sương lại hỏi Lâm Di. Khánh Sinh bảo ta hỏi xem bọn ta có thể giúp muội được gì không, nếu cần thì mấy tháng nữa bọn ta trở về cũng được. Lâm Sương ở phủ Quảng Bình hầu hắn cũng nghe được vài tin tức. Lâm Di lắc đầu, tỷ cứ yên tâm trở về đi, chăm sóc hai cha con họ thật tốt, sang năm lại vào kinh thăm bọn muội. Lâm Sương khẽ cười, nắm lấy tay Lâm Di, muội đúng là phúc tinh của ta mỗi lần ta có chuyện vui muội đều ở bên cạnh gặp chuyện xấu thì cũng luôn nhờ muội giúp đỡ dứt lời nước mắt nàng lại lăn dài ta thật sự không biết báo đáp muội thế nào mới đủ lâm di cầm khăn lau nước mắt cho lâm sương mới cười đó rồi lại khóc nhè coi chừng thành trò cười cho bé con trong bụng đấy trò chuyện xong lâm di cùng lâm sương đi tới phòng lão thái thái chi trường Lão thái thay nhánh cả sai bạch ma ma dẫn lâm sương cầm lễ vật bà muốn tặng cát ra đi đưa cho tiểu tiêu thị xử lý. Cứ thế trong phòng chỉ còn tại lão thái thay nhánh cả, trần doãn viễn và lâm di, lâm di rót trà nóng cho tổ mẫu và cha, ba người càng càng uống trà, trong phòng nhất thời yên tĩnh lạ thường. Lão thái thay nhánh cả tần ngần nhìn lâm di, gần đây quận vương ra thế nào? Lâm di nhỏ giọng đáp, từ khi trở về từ kinh đô phụ thì bạn không mơi tay à? Trần Doãn Viễn nhíu mày, quận vương gia có kể gì về vị đạo sĩ kia không? Ông ta thật sự đã đào thoát khỏi kinh đô phụ sao? Lâm Di cầm nắp trà gạt cá trà trong chén, phát ra tiếng sứ va chạm trong trèo, bầu không khí vốn ngột ngạt lại căng thẳng hơn mấy phần. Lâm Di đặt chén trà xuống bàn thấp, cẩn thận minh đón ánh mắt của cha mình, quận vương gia nói ngài ấy đã giết chết đạo sĩ rồi. Trần Doãn viễn run tay, nước trà trong chén sánh ra làm ướt vạt áo bào, xong không gọi nha hoàn vào thu dọn mà tái mặt nhìn Lâm Di, quận vương gia thật sự nói đã giết chết đạo sĩ. Lâm Di gật đầu, vâng, Trần Doãn viễn rũ cả hai vai tựa như thoáng chốc bị rút cạn hết sức lực, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng ngồi thẳng lại, sao quận vương gia lại hồ đồ như vậy, giết đạo sĩ rồi, ngũ vương gia chính là người được lợi nhất. Đoạn như nghĩ tới gì đó, ông nhìn thẳng vào mắt Lâm Di, chẳng lẽ quận vương gia muốn trợ giúp ngũ vương gia tranh ngôi vị chữ quân? Rốt cuộc chu thập cửu đứng về phía nào, Lâm Di chưa từng hỏi qua, nhưng theo cách nhìn của nàng, chu thập cửu luôn hướng về bên hoàng hậu nương nương, chàng tuyệt đối sẽ không ủng hộ ngũ vương gia. Mà đã không phải là ngũ vương gia, thế càng không phải là một tam vương gia hành xử hoang đường, vậy cũng chỉ còn nhị vương gia thôi. Trần Doãn Viễn ngồi không yên nổi nữa, đứng dậy đi tới đi lui trong phòng lão thái thay nhánh cả suy ngẫm trong khoảnh khắc rồi nhìn con trai ngồi xuống đi nóng ruột cái gì vẫn chưa hỏi quận vương gia rõ ràng mà con đã loạn trước rồi trần doãn viễn căng thẳng nói thường quang văn tố cáo đạo sĩ thượng thanh viện trước giờ đạo sĩ chết rồi lại có người dâng tấu nhắc tới chuyện lập chữ quân trên tấu trương còn nói thêm rằng trung cung không có con xếp theo thứ tự bây giờ nhị vương gia lớn nhất cử như vậy đạo sĩ kia chết người được lớn nhất mặt ngoài rõ ràng là nhị vương gia cho dù hoàng thượng từng có ý lập nhị vương gia làm thái tử bây giờ mọi người đều biết được dã tâm của nhị vương gia hoàng thượng còn có thể chọn ngài ấy nữa sao trước khi đi quận vương gia còn nói chắc chắn sẽ đưa đạo sĩ kia về sao giờ lại đột nhiên giết chết người ta rồi rốt cuộc là thế nào lúc trước quận vương gia thường xuyên qua lại với quốc cữu gia chẳng lẽ giờ chuyển hướng nương nhờ Thái hậu nương nương? Đang trong thời khắc quyết định, làm sao có thể nói đổi ý là đổi ý ngay được? Ngũ vương gia là kẻ gian trá, thân tín bên người đều là hạng lươn lẻo, gió chiều nào theo chiều nấy, tương lai có đăng cơ cũng không phải là minh chú. Còn nhị vương gia thì trái lại, tuy ngoài mặt không có hành động gì, xong. ngột kép, Trần Doãn Viễn đang liên thuyên, lão thái Thái nhánh cả bỗng hét lớn, Quảng Bình Hầu cậu có biết mình đang nói cái gì không trần doãn viễn giật mình sắc mặt trở nên vô cùng xấu nhi tử lỡ lời lão thay thay nhánh cả lạnh lùng nói cậu không phải lỡ lời mà muốn ném toàn bộ trần ra lên giàn nướng thì đúng hơn ai làm chữ quân là chuyện cậu có thể bàn luận ư đừng nói hiện giờ hoàng thượng không có ý định đó cho dù thật sự đến lúc đó thì mọi thứ đều do hoàng thượng định đoạt đạo làm quân thần là gì còn cần ta dạy lại cho cậu sao Trần Doãn Viễn sợ hãi cúi gằm mặt, mẫu thân dậy phải, nhi tử quá sơ suất. Cho rằng ở nhà thì có thể không cần biết trường mực, cha đang lo sợ Chu Thập Cửu theo lập trường khác với Trần gia. Từ sự kiện của Thành Quốc Công tới nay, Chu Thập Cửu luôn đứng cùng chiến tuyến với Trần gia. Tuy nói không thể tùy tiện bàn luận chuyện lập chữ, nhưng sự thật thì vào thời điểm lập chữ của bất kỳ triều đại nào, tất cả trong thần đều âm thầm ra sức vận động luật quy định không được kết bè kết đảng, song số thần tử trung lập đã ít lại càng thêm ít, cái gì mà một lòng làm việc cho triều đình, chỉ là hành động ra vẻ mà thôi. Không rõ vì sao, Lâm Di bỗng nhớ tới chuyện Chu Thập Cửu cưới Châu Lạng Huyền kiếp trước, quan hệ giữa Chu Thập Cửu và nhà quốc cữu quả thực không phải chỉ là xã giao bình thường. Trần Doãn Viễn ngồi lại, lão thai thai nhánh cả nhìn ông chằm chằm, sắc mặt trắng bệch, quận vương gia không nhất định phải theo một lập trường nào đó. Nếu cậu có ý định theo bè kết đăng thì khuyên cậu sớm chặt đứt suy nghĩ đó đi, tập trung thời gian xử lý việc nước kia. Phụ thân cậu chỉ bị mất tước vị mà thôi, nhưng cậu lại muốn khiến Trần Gia hết đường sống, sau này xuống hoàng tuyển tổ tông Trần Gia sẽ không tha cho cậu. Trần Doãn Viễn vội vàng vâng dậy khiển trách Trần Doãn Viễn xong, lão thái thay nhánh cả nhìn lâm di. Phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn